Thank you.
Vâng anh em, mình đã hoàn thành xong cái phần trên của cái món bộ thanh nắng giàn hoa đấy, thanh nắng đấy, để thanh nắng trang trí ở bãi mặt sảnh chỗ ngồi sân chơi ở trên đấy. Anh em mới qua kinh mình nhớ để lại cho mình một đăng ký kinh, một like, một chia sẻ và một bình luận kinh nhá. Nhớ đăng ký kinh, ủng hộ kênh Trang Sọt Xơi mình nhá, để mình có động lực làm video hay hơn nữa, tốt hơn nữa để phục vụ anh em nhá. Đây là mẫu trang trí khu sân chơi của nhà dân anh em nhá.